Ok, hai xin chào các bạn. Mình là Khang đây. Và mình sẽ hôm nay mình sẽ mở hai cuộc Rubik Membership. Đây là cuộc 2x2 nè. Mình mở được ra thì mình cất địt mẹ. Ok, mở ra nè. Mình test. Nó cũng nên quay tốt nè. Đây là cuộc 2x2 đầu tiên của mình. Nó cũng rất là tốt. Ok, cuộc đầu tiên và cuộc tiếp theo là cuộc rất là đắt 400k, cuộc hồi nãy 60k, cuộc này gan 356 e. Đợi mình xíu nha các bạn, mình không có. Đây là cuộc gan 356 e. Wow, mấy cái thử gì thì mình có không biết ạ. Ui, cái gì đây? Cách dạy chơi Rubik nữa. Nhưng bây giờ phân chỉnh là Rubik nhìn rất là đẹp. Nhưng mình mở ra được thì không có. Mình đã mở ra được, để mình dẹp mấy cái này đi qua một bên. Ok, và đây là cục gan 356E. Em mình thử quay thử mấy lượt cái đầu. Ôi rất là tốt. Tính ra nó rất là tốt hơn đây. Để mình đi lại cái cục cũ của mình. Đây là cục bơ du cũ của mình, đây là cục gan. Mình cảm ơn những gì. Mình chưa bơ lu, cục này là mình đã bơ lu sẵn rồi. Nó rất là ngon. Đây thì phải, cũng rất là tốt. Để mình thử mở ra khám phá. Thực ra bên trong nó cũng có gì to tát lắm đâu. Ok, giờ mình sẽ bôi xì dầu vô chưa. Đường đầu mình cho cái như thế này à. Lần đầu tiên mình làm chọn cuộc 2x2 đấy các bạn ơi. Nhưng các bạn mình làm sai gì thì đừng có chửi mình. Cho một giọt vào đây này. Mình sẽ vặn vài lần cho hằng thầm thầm xí xí. Mình đã bị đau họng đi, cái sờ giọng mình hẳn tốt.
ook gaat op door deze. Waar je video ja je moet zeggen Rubik voor lijkt oké maar ga je zo dat was yo bye bye các bạn mình đi đây ok xin chào chào tạm biệt các bạn.